Câu 12 đi. Đáp án gì? Động năng cực tiểu khi vận tốc cực tiểu. Ok, chính xác. Câu 13. Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa. Cơ năng không biến thiên theo thời gian, đúng. Động năng cực đại khi vận tốc cực tiểu. Sai đúng không? Nó mâu thuẫn ngay với câu 12. Phát biểu sai mà. Câu 14. Con lắc lò xo dao động điều hòa, tìm phát biểu sai này. Khối lượng vật nặng quyết định đến cơ năng, có không? V kép bằng 1/2 m omega bình a bình, như vậy trong cơ năng có khối lượng không? Có chứ, đúng không? Cơ năng luôn bằng tổng động năng cộng và thế năng. Cơ năng à, thế năng tăng thì động năng giảm. Động năng giảm khi vật tiến về biên. Nào bây giờ câu nào? Phát biểu sai. Động năng giảm khi vật tiến về biên. Ở vị trí cân bằng là động năng đang lớn nhất mà đúng không? Khi tiến về biên có phải vận tốc đang giảm thì động năng giảm không? Thế năng tăng thì động năng giảm và ngược lại, đúng rồi gì? Một thằng tăng một thằng giảm mà đúng không? Cơ năng luôn bằng tổng động năng và thế năng. Đáp án nào? Phát biểu sai. A nó vẫn đúng. Khối lượng vật nặng quyết định đến cơ năng. Chẳng qua không đầy đủ hết thôi, bởi vì cơ năng V kép bằng 1/2 M omega bình A bình. Như vậy cơ năng phụ thuộc vào cả ba yếu tố này, chứ không phải do một mình là khối lượng vật nặng quyết định. Như vậy có thể chọn được đáp án A đi. Câu 15. Chu kỳ động năng T bằng bao nhiêu đã? 2 pi trên omega đúng không? Là 1/4 đi. Đúng không? Em chọn A em sai rồi. Động năng thì phải bằng gì? T trên 2 mà. Có đúng không? T là chu kỳ của gì? Của x, của v, của a thôi. Còn động năng cả thế năng thì phải bằng T trên 2 và bằng 2F mà đúng không? Thế phải lấy 1/4 chia 2 tiếp thì ra 0.125, 1/8, đúng chưa? Vẫn có người sai cái T này rồi. Một vật dao động tính tần số thế năng là 2F đúng không? Omega bằng 2PF thì đầu tiên F của mình bằng mấy? F bằng 4 đúng không? Thế của nó bằng 2F thì phải là gì? 8 chưa? Đúng không? Nào, tập trung đi Trang. Nhìn đi. Câu 17. Có ai hiểu cái số này nghĩa là gì không? Có ai hiểu cái số 3 đấy nghĩa là gì không? Thế năng bằng 3 lần cốt bình sin bình vân vân các kiểu. Tự dưng sao lại có chữ 3 cộng đấy? Và người ta hỏi là hãy xác định chu kỳ của dao động. Có ai hiểu số 3 đấy không? Gì? K gì? Nói to lên em. Anh đang hỏi cái số 3 này nghĩa là gì cơ mà, có phải đáp án khác anh có hỏi đáp án đâu. Không có trong quyển sách thì khỏi tìm. Gì? Chẳng liên quan. Nào ai giải thích được? Số 3 đấy nghĩa là gì? Làm thôi mà. Thế ở nhà mọi người làm câu này chọn cái gì? Thứ nhất là thế năng thì phụ thuộc vào gốc tính thế năng. Giả sử ta chọn cho vật này dao động ở mặt đất. Rồi tính mặt bàn này đi. Giả sử cái hệ dao động của mình đang ở mặt bàn. Mình chọn gốc thế năng ở mặt bàn thì ban đầu khi chưa dao động nó đã có thế năng chưa? Chưa đúng không? Nhưng nếu cũng là ở mặt bàn này, anh chọn gốc tính thế năng ở mặt đất. Thế là chưa dao động nó đã có thế năng là bằng chiều cao của mặt bàn này không? Như vậy cái ba này chính là thế năng ban đầu do nó chọn gốc vị trí thế năng ở các vị trí khác nhau. Được chưa? Tuy nhiên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chu kỳ dao động. Vì sao? Nó là hằng số. Hằng số thì không có chu kỳ. Như vậy chu kỳ dao động của nó chỉ liên quan đến chỗ trong này thôi. Đúng không? Thế mình tính được ngay bằng bao nhiêu? 2 pi trên 10 là 0.2 giây đúng không? Đúng chưa? 1/5 mà. Tương tự thế cho cái động năng bằng bao nhiêu? F bằng mấy? 10 đúng không? Được chưa? Đừng ai nhân đôi nhá. Đừng ai nhân đôi vì sao? Đây đã là phương trình của động năng rồi. Đúng không? Chứ không phải là phương trình dao động. Có hiểu không? Còn nếu mọi người mở quyển lý thuyết, nếu mọi người mở lý thuyết, mở quyển mind map màu ra đây, chỉ ra sự khác biệt của hai cái phương trình này. Mở quyển màu ra. Mọi người nhìn cái sơ đồ 3, nhánh màu xanh lá cây. Bên dưới, bên tay phải bên dưới, có thấy cái chữ động năng bằng VKD bằng V kép nhân sin bình của omega t cộng phi không? Đúng chưa? Thì cái phương trình viết ở dạng V kép nhân sin bình này thì cái sin omega t cộng phi đấy mới là gì?
các cái đặc trưng của hàm số ban đầu, của con lắc dao động ban đầu. Được chưa? Và khi đấy nếu em tính chu kỳ hoặc tần số ở đây, thì nếu em tính tần số ở cái chỗ sin huỳnh này thì em mới phải nhân đôi lên, nó là 2F. Còn cái phương trình đề bài cho ở đây là gì? VKD bằng 1 cộng cốt 20PT cộng min 4 này này. Thì cái người ta đã biến đổi từ đây sang đây rồi bằng cách hạ bậc cái sin bình này xuống thành 1 trừ cốt 2A trên 2, đúng không? Hạ bậc sin bình thì mới ra là cốt như này nè, đúng không? Thì sau khi hạ bậc rồi thì cái này chính là cái phương trình của động năng rồi. Như vậy từ đây em tính thẳng ra được F của nó luôn, bởi vì nó đã hạ bậc là nhân đôi lên rồi còn gì, đúng không? Được chưa? Và khi hạ bậc thì em thấy có xuất hiện cái biểu thức là 1 trừ không? Đúng không? 1 trừ cốt của 2 alpha trên 2 thì cái 1 phần 2 đấy của nó sẽ nhảy ra cái chỗ hệ số tự do đấy không? Có hiểu không? Được chưa? Tương tự vậy cho phương trình thế năng cũng là cốt bình hạ bậc ra. Được chưa? Như vậy là đề bài này người ta đã cho sẵn cái đây là cái phương trình dao động của động năng của thế năng rồi, do đó không cần phải nhân đôi hay chia đôi chu kỳ nữa. Được chưa? Mà tính thẳng ra. Nhớ nhá, phân biệt cái đấy đấy. Bởi vì có thể có những bài nó cho như này, VKD bằng A sin này thôi. Ví dụ A đi, hay V kép đi, nhân với sin bình của 10PT cộng Pi trên 2 chẳng hạn. Đấy, anh ví dụ nó cho V kép D bằng V kép nhân sin bình. Thế khi em hạ bậc cái sin bình này xuống, phải ra là 20PT cộng Pi trên, đây Pi trên 8 đi, thì ra là Pi trên 4 không? Đúng không? Thì phân biệt là khi nó cho sin bình thì các cái tính theo cái chỗ này phải nhân đôi hoặc chia đôi. Chu kỳ chia đôi, tần số nhân đôi, đúng không? Còn khi cho cái dạng như này luôn rồi thì cứ thế mà đọc. Được chưa? Lưu ý nhá. Tiếp này, câu 19. Ở vị trí cân bằng nó so giãn, đấy phải delta L không? Từ delta L tính được cái gì? Từ delta L tính được gì? Omega, delta L bằng G trên omega bình, đúng không? Thế thì omega bằng mấy? Mọi người tính ra chưa? Gì? 5pi à? Cái này mọi người phải tính rồi chứ, đúng không? 5pi nhá. Truyền cho vật một năng lượng, chu kỳ và biên độ dao động của vật là chu kỳ xong rồi, đúng không? Có omega có chu kỳ mà. Như vậy T bằng 2pi trên 5pi là 0, mấy? 0,4 giây. 0,4 giây thì bỏ luôn thằng mili giây và bỏ luôn thằng 0,3 đi. Bây giờ chu kỳ tính nào? Đây là năng lượng. Có 3 công thức năng lượng thì em sẽ dùng công thức V kép bằng 1 phần 2 K nhân A bình. Đúng không? A có rồi mà. A chưa có, A phải tính. K có rồi, V kép có rồi thì tính được A chưa? V kép bằng bao nhiêu đây? 0,125 là 1 phần 8. 1 phần 8 mà ông K này bằng 100 thì A này phải bằng mấy? Liên quan đến 5 vì nó còn 1 phần 2 là 0,5 mà, đúng không? Mọi người hiểu không? K là 100. 100 hay 1 hay 10 nó chẳng liên quan việc đáp số, bởi nó chỉ là liên quan đến mũ thôi, đúng không? Nó là bội của 10 mà. Thì ta có cái này là 0,125 là 1 phần 8 nhá. 1 phần 8 bằng 1 phần 2 nhân A bình thì chia cho 1 phần 2 còn 1 phần 4 không? A bình bằng 1 phần 4 thì A bằng liên quan đến số 5 không? 0,5 mà. Thì chỉ có thể đáp án là 5cm thôi chứ không thể 4 được, đúng không? Như vậy đáp án A. Được chưa? Là cách nhẩm thôi. Câu 20. Câu 20 này, A biết, T biết, khối lượng biết, chẳng có gì để mà tính nữa à? Cho đủ hết rồi, đúng không? Như vậy V kép bằng 1 phần 2, mọi người thích dùng công thức gì? K nhân A bình hay là M omega bình A bình đều được cả. Nó cho đủ cả 3 cái mà, đúng không? Như vậy là M omega bình A bình đi chẳng hạn. Thay số vào, M có rồi, A có rồi, tính omega. Bấm ra bao nhiêu? 0,05 joule à. Cái này tự bấm nhá. Được chưa? Câu 21. M biết, K biết, omega bằng bao nhiêu? 10. Đúng 10 luôn à. Căn K trên M. Kéo lệch khỏi, kéo ra khỏi vị trí cân bằng mà thả tự do, hay nói cách khác là thả nhẹ, thì đây chính là gì? A luôn. Mà đây là A thì V max bằng omega A thì không thể có số 50, 60 được, đúng không? Chỉ có thể là 40 thôi. Được chưa? Khả năng cao là bán C. Ai tính rồi đúng C không? Dàn đúng nó phải khác. Khả năng cao là bán C, không cần tính. Còn việc tính như nào? V kép bằng chọn cái gì dễ hơn?
1 phần 2 K nhân A bình. Em đừng dùng công thức M omega bình các thứ vì em lại phải đi tính omega. Ở đây cho K rồi, A có rồi thì dùng công thức này nhanh hơn không? Được chưa? Ở dưới hiểu không? Ok nhá. Tiếp nhá. Câu 22 này. Khối lượng 1 kg nó so không đáng kể K 100. Omega bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 0,1 à? Chiều dài biến thiên từ 20 đến 30 chia A bằng mấy? A thì bằng L max trừ L min chia 2 đúng không? Như vậy là 6 cm. Cơ năng 1/2 M omega bình A bình. Mà ta thấy là 1 với 0,1 chẳng liên quan gì nhau cả rồi đúng không? Như vậy nó chỉ còn mỗi 6 bình thôi đúng không? 66 là 36 nhưng mà phải chia đôi thì còn 18. Tất cả những cái còn lại nó chỉ liên quan đến đổi đơn vị thôi. Có hiểu không? Chứ mọi người lại ngồi lại đổi đơn vị của mấy cái kia xong lại bấm máy ra thì mất thì giờ lắm. Hiểu chưa? Cố gắng luyện quen thì mình sẽ làm được nhanh cái kỹ năng như thế. Ở dưới được chưa? Mấy bạn dưới được không? Chúng tạo được chưa? Câu 23. M bằng 0,2. Delta L bằng 2. Đúng chưa? A bằng mấy? 35 trừ 25 chia đôi A bằng 5 cm đúng không? Omega bằng bao nhiêu? Delta L bằng G trên omega bình. Omega bình sẽ bằng G trên delta L căn ra. G là 10 đi. 10 chia cho 0,02 là bao nhiêu? 500, mà căn của 500 10 căn 5. Đáp án A bằng M omega bình A bình. Đúng không? Như vậy là 500 nhân với 25 nhân với 0,2 thì đáp số ra bao nhiêu? Xong chia đôi ra nữa nhá, 1/2 M omega bình A bình mà. Đáp án gì? Tính miệng thì tính như nào? Nếu tính miệng bấm máy thì ok rồi, bây giờ tính miệng sao? 1/2 nhân 0,2 này nhân cái 25 này A bình mà, nhân cái này bình nhân là 500 đúng không? Thì 500 nhân 0,2 có phải ra bao nhiêu? Bớt đi một số 0 đi, còn 50 nhân 2 đúng không? 100. Đúng chưa? 100 thì vứt nó đi. Thì ta chỉ còn một cái kia là 5 bình là 25 thôi đúng không? 25 thì chia 2 thì phải liên quan đến bao nhiêu? 125, phải liên quan đến 125. Thế bây giờ nó động đến đơn vị rồi, bắt buộc con này em phải đổi đơn vị. Vì cả ba đáp án này đều có số 125 ở trong mà đúng không? Tuy nhiên đáp án này bỏ được ngay. Năng lượng nó không thể quá lớn. Hai con CD đang giống nhau à? Đúng ra phải một con là 12,5, một con là 1,25 thì nó mới hợp lý. Ta sửa lại một cái nhé, 12,5 một cái 1,25 nhé. Được chưa? Thì đáp án này khả năng cao sẽ phải bỏ. Năng lượng một con nắp nó không thể quá lớn như này được. Thông thường nó chỉ vài joule thôi. Được chưa? Mọi người bấm ra bao nhiêu? B là 0,125 gì? Được chưa? Đó. Cũng giống như mấy con trên kìa, mọi người kinh nghiệm nhìn đấy. Khối lượng 1kg mà năng lượng nó chỉ có 0,18 joule thôi. Đúng không? Có nghĩa năng lượng của một con nắc nó rất là nhỏ. Hình dung không? Nên khi gặp những cái đáp án dạng này thì em đã thấy hai cái đáp án này là phải nghi ngờ là bỏ luôn rồi. Chỉ còn một trong hai thằng này. Được chưa? Nó chỉ là một cái mẹo nhỏ thôi nhưng mà có thể biết đâu đấy có lúc mình dùng được. Câu 24. Chiều dài L0 30, khi chiều dài 28 thì vận tốc bằng 0. Vận tốc bằng 0 ở đâu? Ở biên âm hoặc biên dương. Mà chiều dài cơ bản ban đầu là 30, đang dao động 28 thì chắc chắn đây đang phải ở gì? Biên âm. Đúng không? Như đây đang ở biên âm A. Không có nghĩa là A bằng 28 đâu nhá. Anh đang ghi vị trí này ở biên âm A mà thôi. Đúng chưa? Lực đàn hồi có độ lớn, lúc đó lực đàn hồi có độ lớn là 2 N, có nghĩa là gì? Em tính được cái gì? F bằng K nhân với delta L trừ A hay cộng A. Sao cộng được, đang ở biên âm mà em? Lực đàn hồi cực đại thì mới là delta L cộng A chứ. Còn đây phải là gì? Delta L trừ A. Nếu không biết delta L trừ A hay cộng A thì sổ chỉ tuyệt đối vào thì đảm bảo nó luôn dương. Đúng không? Cho lực rồi. Cho K chưa? Chưa biết K. Thế bây giờ làm cách nào tính K? Hoặc là có delta L hoặc là có A chưa? Cũng chưa biết. Thế bây giờ tính như nào? Ta mới có một cái là 2 N thôi. Thì xử lý như nào?
G, delta L đâu em? Thế công thức ta lại nhắc lại công thức này. L min 28 đây là L min đúng không? L min bằng gì? L cân bằng trừ A. Hay chính là gì? Bằng L0 là 30 cộng delta L trừ A thì bằng 28. Đúng không? Từ đây ta tìm được luôn cái cụm delta L trừ A bằng 2. Cụm này bằng 2 cm. Đúng không? Ta không biết delta L bao nhiêu, biết A bao nhiêu, nhưng ta tìm được luôn delta L trừ A bằng 2 cm. Có hiểu không? Thôi, bấm máy đi. Biết F rồi, biết K rồi. K chắc là ra 100 rồi, đúng không? Suy ra K bằng 100. Anh viết đây nhá, nó hơi chật. Newton trên mét. Đi tiếp. Nhưng nó hỏi năng lượng mà. Tính như nào? 1 phần 2 M omega bình A bình, hoặc là 1 phần 2 K nhân A bình. Thế tóm lại ta vẫn chưa có A. Gì? Sao lại K lại bằng delta L cộng 2? Mọi người đến đây hiểu chưa? Tính tiếp như nào? À, ai có ý tưởng tính tiếp như nào? Trong M rồi. Thế như nào? Delta L bằng gì? G trên omega bình nhỉ? Bằng gì? Mg trên K. M có rồi, K có rồi, G có rồi đúng không? Tính được chưa? Hết bài, nếu tính được là hết bài. Delta L bằng Mg trên K. Đúng không? Tính được rồi, em có K rồi mà. Bấm máy đi mọi người, bấm xem delta L mấy. 0,2 x 10 là 2. 2 chia 100, 2 cm luôn. Delta L 2 cm. Mà delta L trừ A là 2 cm thì A mấy? Tưởng ông là chọn không. Đây là trị tuyệt đối đúng không? Như vậy ta có thể là A trừ delta L được, đúng chưa? Mà delta L bằng 2, delta L trừ A cũng bằng 2 thì A phải bằng 4 cm. Hiểu chưa? Chứ đừng ai hồn nhiên cô tiên A bằng 0 nhé. Viết vọc ra đây nhé. A bằng 4. Tự bấm máy đi. 1 phần 2 K nhân A bình 44 16 chia 2 bằng 8 C luôn. K 100 rồi tính làm gì? Đúng không? Ở dưới hiểu không? Anh lập luận từng bước tư duy ra đây. Ai không hiểu hỏi đi nhá. Đọc anh có thứ hiểu không? Chú Tào tiếc hiểu không Nghi? Hiểu chưa? Chú Linh ở trang trên này. Tiếp được chưa? Chú Mai Linh được chưa? Không hiểu hỏi đi, không là anh phải sang trang đấy. Ai không hiểu thì hỏi luôn đi. Chú Tấn cười ít thôi. Méo vào một cổ, cái vẹo vào cổ kia vẫn còn cười khỏe đấy. Ok, hoạt động cơ nhiều quá lại toát cái vết thương người ta thì còn nhục nữa giờ. Được chưa? Ok nhá. Câu 25 này. K biết, A biết. Động năng của vật khi nó lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn là 3 cm. Nó bắt tính gì ấy? À, nó bắt tính động năng luôn đúng không? Câu này có nhiều người chết này. Câu này khẳng định luôn, năm nào cũng thấy trong đề kiểm tra. Trường nào cũng thế. Đề kiểm tra một tiết các thứ, năm nào cũng thấy có câu như này. Nào chú An nghe đi. Có rất nhiều cách tính. Cái cách thô sơ nhất này, em dùng độc lập thời gian để tìm ra vận tốc. V bình bằng omega bình nhân A bình trừ X bình. Sau khi có vận tốc rồi thì em sẽ dùng công thức tính động năng là 1 phần 2 M V bình. Được chưa? Nhưng cách tính rất dài. Cách tính rất dài. Cách nhanh này. V kép bằng 1 phần 2 K nhân A bình. A bằng 5 rồi đúng không? Tính được nhá. Bằng bao nhiêu? 25 chia 2 0,125. Đây là V kép nhá.
trước đi, chép bộn gì có hai dòng cơ mà. VKT bằng 1/2 K nhân X bình bằng 9 chia 2 là 0.045 đúng không? Đúng không? Người ta cho X mà. Mà cơ năng thì bằng động năng cộng thế năng đúng không? Em lấy cơ năng trừ đi thế năng ở vị trí x bằng 3 thì ra động năng của nó. Bấm đi, 0.125 trừ 0.045 tròn áp số bằng bao nhiêu? 5.5 mất rồi, 12.4 là 8 rồi, B đúng không? Xong luôn chưa? Được chưa? Mà ta chẳng cần phải tính vận tốc, cũng chẳng phải độc lập thời gian làm gì cả. Thái hiểu không? Ở dưới được chưa? Hiểu chưa bên này? Trang Linh này hiểu chưa? Hai đồng chí này hiểu chưa? Chuyển nhá. Câu tiếp theo. Câu 26. V kép biết, L không biết, K biết, chiều dài cực đại cực tiểu nó so trong quá trình dao động là tính như nào bây giờ? Ta tính được A không? V kép bằng 1/2 K nhân A bình. Từ đây suy ra A bằng mấy? 0.02 x 2 là 0.04, 0.04 thì A bằng 2 cm. Đúng không? Nó bảo là cái K 100 thì đừng bao giờ quan tâm. Nhân chia với số nào, với 1, với 10, với 100 thì nó chỉ liên quan đơn vị thôi. Nó không làm thay đổi giá trị kết quả. Số nào chia 1 chẳng chính nó, nhân 1 chính nó mà đúng không? Người ta có V kép bằng 0.02 mà nhân 2 là 4. Anh chỉ biết 2 x 2 là 4 mà A bình bằng 4 thì A phải bằng 2. Cùng là 2 thì chắc chắn chỉ có thể 2 cm. Làm sao ra 20 hoặc 200 cm được, đúng không? Thế thì chỉ có thể là A bằng 2 cm thôi. Thì biết A bằng 2 rồi thì L max L min bằng bao nhiêu? Ai chọn đáp án? C. Tại sao C? Ngang. Đúng rồi, ông nào vừa nói từ ngang đấy. Quan trọng nhất từ ngang. Vì nó làm ngang nên không có delta L. Khi làm ngang, đúng không? Thì L max L min sẽ bằng L0 cộng A cả L0 trừ A làm gì? Còn ông nào ngồi ngẫm ngẫm xem delta L bao nhiêu thì ông ấy chết. Được chưa? Như vậy vì làm ngang lên L max sẽ bằng L0 cộng A luôn. Như vậy ta có 20 cộng 2 là 22. Như vậy có mỗi đáp án 22-18 chọn luôn nhé. Được chưa? Gạch chân từ làm ngang vào cũng lại không để ý đâu. Được chưa? 27 nhá. M biết, T biết, V kép biết, tính biên độ. Rồi biên độ chắc chắn là 30 rồi đúng không? Có ai tính chưa? Đúng không? Biên độ chắc chắn phải 30. Có cần tính không? Biết M, biết T là tính được gì rồi? K rồi đúng không? V kép bằng 1/2 K nhân A bình đúng không? Như cái này để mọi người tự tính đi, vì chắc chắn A sẽ tính được 30 thôi. Chẳng qua hơi điều tí, biên độ nó lớn quá, 30 cm liền. Lực đàn hồi cực đại F bằng K nhân với delta L cộng A. Lò xo làm ngang thì delta L bằng 0. Như vậy F bằng K nhân A. K bằng mấy? K phải tính ở trên rồi đúng không? T bằng 2pi trên omega thì omega sẽ bằng 2pi. Omega 2pi viết M 100 thì K bằng mấy? Omega bình bằng K trên M, K bằng M omega bình. 2pi bình phương lên là 40. 40 nhân 0.1 K bằng 4 à? 43.12 à? 120 newton à? Chưa đổi đơn vị. Chưa đổi đơn vị, ra là gì? 1.2. Có hiểu không? Mọi người hiểu không? T bằng 1 giây thì suy omega 2pi nhá. Mà K thì bằng M nhân omega bình đúng không? 2 bi bình nhân có phải 4 bi bình, mà bi bình bằng 10 thì 4 nhân 10 40. Đúng chưa? 40 nhân với 0.1 thì chẳng ra là gì? 4. Nhưng anh có K bằng 4. A lại vừa là 30 thì 4 nhân 30 là 120 không? Mà đổi đơn vị sang mét thì phải chia 100 nữa là 1.2 chưa? Có hiểu không? Được. Ok nhá. Học mãi rồi, học cả tháng, hơn tháng nay rồi mà vẫn không nắm được mấy cách tính. Câu 28. Khi vật qua ly độ 1 thì vận tốc 25, đọc phát đã biết ngay là gì? Độc lập thời gian. Đúng không?
Đọc phát là biết độc lập thời gian rồi. Thế sau khi có độc lập thời gian, tính được omega, biết m, biết omega mà lại biết cơ năng, tính được độ cứng. Mà chả cần có omega m là tính ra độ cứng rồi gì nữa. Đúng không? Còn cái cơ năng này để tính ra A. Thay số đi em. Có hiểu không? Phương trình là hai ẩn em. Vì đằng nào cơ năng chả là 1/2 m omega bình a bình đúng không? Nhân tung về omega ở bên ngoài vào thì ra được omega bình a bình chưa? Tính theo cơ năng chỗ đấy, còn một về nữa là omega bình nhân với gì? X bình đúng không? Được chưa? X có rồi, tính được omega chưa? Ở dưới hiểu không? Hiểu cách tính đấy không? Anh đang để cho